Xin chào 500 anh em. Hôm nay mình sẽ quay cho anh em xem hai bộ FI chuẩn bị gửi đi ở xa nha anh em. Đó. Bộ này của đời game nha. Bộ này có quay nhỏ. Đó, hàng này đã order nha anh em. Anh em muốn thì mình sẽ làm y hệt như vậy cho anh em. Anh em thích cái nào thì mình sẽ giao y hệt cho anh em cái thứ đó. Đó, anh em thích món nào thì cứ alo mình nha. Hoặc là full bộ cũng vẫn có nha anh em. Đó, đây là hai bộ cho quay game nha. Đầu tiên là quay nhỏ này là thùng xăng, nó làm rất là đẹp cho anh em, bao vụ chảy xăng xét cho anh em luôn. Về anh em muốn sơn lại thì sơn, không sơn thì để xài vẫn được nha. Còn anh em kỹ thì sơn lại dùm nha. Đó, mình bán giá đã bèo rồi, với mình không có thời gian để sơn nha anh em. Về anh em sơn cái này, là cái thùng này thùng mới anh em chỉ cần sơn cái dòng này thôi nha. Đó, quay nhỏ này thì xài eco ad nha, eco của da nha anh em. Nó ad 215 đến 218 nha. Đó. Bộ dây thì như các bộ dây khác thôi. Đó, mình nó bấm rất là kỹ càng cho anh em. Dây thì dây điện Nhật hết nha anh em. Đây, anh em nhìn cũng biết rồi. Đó. Uy tín luôn nha anh em. Kèm theo là không thể thiếu là một cái hoa lăng nha anh em. Bộ này là hoa lăng Alpha mod cửa da nha. Yamaha cửa hãng nha anh em. Đó. Hoa lăng Alpha mod cửa hãng của da. Về anh em cứ bắn vô như zin, gắn thước đề. Rồi còn phần cuộn lửa, cuộn đèn, cuộn mâm điện thì đây mình có kèm theo cho anh em luôn. Đó, mình bao cho anh em sạc đầy đủ nha. Cuộn này là cuộn lớn nè, cuộn đồng lớn nè, quấn đầy nè nha anh em. Đó, quấn đầy mối đàng hoàng, cho dòng điện rất là ổn định nha. Kích 2 dây. Đó, nhiều anh em không biết kích 2 dây là gì, giờ kích 2 dây đó anh em nó tham khảo đi. Đó, về cắm dắt vô là xài nha anh em, bấm dắt sẵn hết. Rồi, đây là họng nghẹt zin. Anh em muốn xài từ zin đến độ thì cứ order nha. Đây, ống xăng dài. Kèm theo là một cái co xăng FI nha anh em. TBS hàng TA. Xài ổn định mượt mà cho anh em. Không lỗi lầm nha, cái này mình xài rất là nhiều nha anh em. Rồi, bơm xăng công ty, xài rất là ok, xài thời gian vẫn chạy mượt mà. Cái áp bơm thì từ zin đến độ vẫn xài được nha. Rồi, chụp kim tốt, phíp kim, cảm biến nhiệt độ, không thể thiếu nha anh em. Đó, chỉ xài bao nhiêu cái cảm biến thôi. Rồi, mình cũng cảm ơn anh em trong thời gian qua đã ủng hộ nha anh em. Đó, xong bộ quay nhỏ. Rồi, qua đây, bộ này là của The Gym nha. The Gym cũng vậy thôi. Thùng xăng cũng làm bơm mệt nha anh em. Đó, anh em về sơn cái phần này lại thôi. Về anh em sơn cái phần này lại nha. Rồi, ống xăng dài cho anh em đi thoải mái. Bộ dây là bộ dây này thì xài Eco Winner. Đó, xài Eco hãng Honda nha. Kèm theo là cửa Honda. Đó, đây là hoa lăng cúp FI mình đã thục chốt, xài cho quay game, bắn vô như zin. Đó, hoa lăng này cúp FI này cũng vẫn xài thước đề của quay game mình được nha anh em. Rồi, tùy anh em xài, mình chẳng có hoa lăng Alpha mod cửa nha, mod cửa Honda zin nha. Đó, kèm theo một cái cuộn lửa, mâm điện, mâm sạc nha. Dắt mình cũng đã bấm lại. Đó, kèm theo cũng kích 2 dây. Vậy anh em chỉ cần bắt vô cái lốc là xài ok nha anh em. Đó, vẫn là bơm công ty. Nó bơm này xài rất là ok, bên mình xài ok, bên mình mới bán nha anh em. Đã trải nghiệm nha. Rồi, kèm theo là chụp kim tốt nè. Phíp kim đầy đủ. Vẫn là TBS. Đó, co xăng. Rồi, cảm biến độ. Rồi đây là full 2 bộ. Rồi nói về phần quay nhỏ, mình chuẩn bị lên một chiếc quay nhỏ nha anh em. Mình chuẩn bị lên một chiếc quay nhỏ, mình sẽ quay clip cho anh em xem từ A đến Z cho anh em xem nha. Rồi cho anh em tham khảo luôn. Rồi anh em đón xem nha. Đó, anh em nhớ đăng ký cái kênh mình. Rồi anh em theo dõi nha. Rồi mình sẽ sau clip này mình sẽ làm cái chiếc quay
rồi mình sẽ đăng clip cho anh em, tại vì mình cũng con làm có một mình à, chạy lên chạy xuống, mình ở dưới miền Tây rồi mình ở mình chạy lên trên quận 8 nữa, nói chung là mình tới hai chỗ, anh em chỗ nào gần thì anh em cứ alo địa chỉ cho mình nha. Đó, đây là hai bộ. Rồi mình sẽ quay clip sau, mình sẽ quay up cái con quay lóc đen cho anh em xem nha. Đó, anh em tham khảo, nói anh em cần cái gì thì cứ order nha. Với phần thứ hai, nếu anh em muốn lên mà chạy ngon lành là anh em phải đi con EQ lập trình cho mình nha anh em. EQ lập trình, nếu mà anh em ở nhà có máy tính, anh em biết canh chỉnh sơ sơ thì anh em canh chỉnh chạy vẫn ok, còn không thì anh em khó tánh thì anh em đi hoặc là anh em không gạch á thì anh em đi dyno cho mình. Dyno tầm 300.000 thôi nha anh em. Đó. Dyno tầm 300.000 nha. Rồi cái map, về cái map zin á thì mình sẽ có map zin cho anh em, nhưng mà map zin á tùy theo xe nữa. Mình sẽ nếu mà anh em muốn xin thì mình sẽ cho anh em kèm theo nha. Rồi điều kiện là anh em phải gửi cho mình cái USB hoặc là anh em mua cái EQ bên mình thì mình sẽ sao chép cái map zin của 100, quay 100 hoặc ghi 100 hoặc là quay 110. Đó, mình sẽ có hai cái map đó cho anh em nha. Rồi anh em về lắp lên xe, nếu không ngon thì anh em cứ bẻ xăng chỗ nào không ấy thì anh em cứ tăng chỉnh, còn không thì anh em chạy dyno chỉ có 300.000 thôi. Anh em muốn lên FI mà chạy ngon lành thì anh em phải lấy đầy đủ như đây, anh em đừng có tiếc tiền nha. Anh em tiếc tiền là chạy không có ra gì, rồi anh em chán anh em bỏ đó. Đó là mình khuyên anh em thật lòng, đó là kinh nghiệm của mình. Anh em lên FI thì anh em cứ lấy đầy đủ cho mình, xài đồ tốt như vậy nha. Rồi, chào 500 anh em.